Students, I am very happy to see you again. How are you? I am good, thank you. Today, we will continue our lesson in Unit 2, Shapes. And the lesson today is Lesson 2, Phonics. Now, let's take out your student book and ready to study with me, okay? Today, we will study two letters. Are you ready? Let's see. The first letter is letter P. Letter P. And the second one is letter Q. Letter Q. Now, let's get started. Okay, are you ready? Now, open your student book page 18. Hãy cùng cô mở sách bài học trang số 18 và chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngay bây giờ. Let's make the first one, letter P. Now, you ready to listen? Unit 2, Shapes. Lesson 2. Letter P. A. Listen and repeat. Trace. Letter P. P makes the sound P. P. Listen and repeat. P. 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 Now, let's remember this is letter P and it sounds P. P. Đây là chữ cái P trong tiếng Anh của chúng ta. Và khi đọc cho một từ thì chữ cái này sẽ có âm là p. P. Now, let's trace with me. Chúng ta hãy cùng đồ chữ với cô nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng đồ chữ in hoa trước. The first one and the second. Okay, you got it. Now, hãy cùng đồ chữ thường. Then, very easy, right? Now, let's practice more at home. Các bạn hãy luyện đọc và viết từ ở nhà nhé. We will move to the next one. Now, we have two words. Start with P. Và bây giờ chúng ta sẽ học hai từ bắt đầu bằng chữ cái P. Now, let's listen. Hãy cùng lắng nghe nhé. B. Listen and repeat. Right. P. 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 Pen. Pen. P. 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 Penguin. Penguin. Good. Now, one more time. B. Listen and repeat. Right. Pen. Pen. P. 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 Penguin. Penguin. Good. Now, we will write. Where's the pencil? Ready? Now, let's trace P. P. And write pen. Okay. P. P. Pen. Pen. Good. And the second one. P. P. Penguin. P. P. Penguin. Okay. You know pen? Pen là bút mực. Very good. And penguin, you can see in the picture. Penguin is chim cánh cụt. Very good. Now, p, p, pen, p, p, penguin. Okay, now let's move to the next one. Please turn to page 19.
Hãy cùng cô mở qua trang số 19 và chúng ta sẽ làm quen với chữ cái thứ hai trong buổi học ngày hôm nay. Now, the second letter today is letter Q. Now, listen first. Letter Q. E. Listen and repeat. Trace. Letter Q makes the sound Q. Listen and repeat. Q. One more time. Letter Q. Q. E. Listen and repeat. Trace. Letter Q. Q. Makes the sound Q. Q. Listen and repeat. Q. 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 Okay. Remember that this is the letter Q. Letter Q, and it sounds Q. Okay, đây là chữ cái Q trong bảng chữ cái tiếng Anh của chúng ta. Chữ cái Q, và nó khi được đọc trong một từ thì nó có âm là Q. Okay, now let's trace with me. Hãy cùng cô đồ chữ nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đồ chữ cái in hoa trước. Nét đầu tiên, very easy. And nét thứ hai. Okay, now let's move to chữ cái thường. The first one, the second one. Very easy, right? Now, you can trace more at home. Các bạn có thể đồ thêm chữ ở nhà nhé. Let's move to the words. Hãy cùng nhau chuyển qua những từ mà chúng ta sẽ học với chữ cái này. Now, F. Listen and repeat. F. Listen and repeat. Right. Queen. Queen. Question. Question. Good. Now, listen again. F. Listen and repeat. Right. Queen. Queen. Question. Question. Okay. Now, let's read with me. Queen. Question. Okay, now we will trace and read at the same time. Chúng ta sẽ cùng nhau vừa đồ chữ vừa đọc nhé. Queen. Question. Okay, you know queen? Look at the picture. Who is the queen? Queen là gì nào các bạn? Queen là nữ hoàng. Very good. Or hoàng hậu ha. Và question là một câu hỏi. Okay, we have a question. What's your name? Chúng ta có một câu hỏi mà mình đã học rồi, đó là bạn tên là gì? Very good. Now, let's listen and repeat. Queen. Question. Okay? A little bit difficult, but you can do it. Remember that if you say queen, khi các bạn đọc từ queen, thì chúng ta sẽ smile, nhớ cười lên nhé. Queen. Queen and question. Question. Okay? Try. Các bạn hãy cố gắng luyện tập đọc nhiều hơn ở nhà, được không nào?
Now, let's review the words we have learned today through a mini game. Chúng ta sẽ ôn tập 4 từ mà mình đã học ngày hôm nay qua một trò chơi nho nhỏ. Ready? Now, let's tell me a color and I will open some pieces. Các bạn hãy nói cho cô nghe một màu mà mình thích và sau đó cô sẽ cho các bạn xem bức tranh ở dưới những màu này là gì. Are you ready? Now, tell me a color. What color is it? Màu đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên đó là màu blue. Good. So, can you see what is it? No. So, one more. How about yellow? Okay, yellow. Oh. Something's moving. Có một cái gì đó đang chuyển động kìa. And the green one. Okay, the green one. Wow, you can see it. What is it? It's a... Good. Penguin. Again. Penguin. Penguin. P. P. Penguin. Very good. Now, let's move to the second one. Now, one more color, please. The orange. Okay, orange. Wow, you can see something yellow. How about blue? Okay, let's open blue. Who is it? Is it a queen? That's right. Now, let's listen and repeat. Qua, qua, queen. Qua, qua, queen. Good. And the third one. Green, yellow. Oh, how about blue? What is it? You can see it. What is it? It's a pen. Good. Now, p, p, pen. P, p, pen. That's very nice. And the last one. Let's open the green one first. Who is it? Ah, you can see. What is that? Chúng ta có thể nhìn thấy được cái dấu gì nè. Dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi sẽ nằm ở trong câu gì nè? Câu hỏi. So, what is câu hỏi in English? We have question. Very good. Now, question. Question. Nice. You are so good. Now, we have letter P and it sounds p, p, pen. P, p, penguin. Okay, listen and repeat. P, p, pen. P, p, penguin. And we have the second letter, letter Q. It sounds qu, qu, queen. Qu, qu, question. Okay, now let's read with me one more time. Letter P. P, p, pen. P, p, penguin. Letter Q. Qu, qu, queen. Qu, qu, question. Nice. Practice reading more at home, okay? Các bạn nhớ luyện tập đọc nhiều hơn ở nhà nhé. This is the end of the lesson today. Today we learn two letters, letter P and letter Q. Hôm nay chúng ta đã học hai chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, đó là chữ cái P sounds P và chữ cái Q sounds Q.
Ok, hôm nay các bạn học rất là tốt. Các con nhớ chúng ta sẽ luyện đọc nhiều hơn ở nhà để có thể nhớ được hai chữ cái này thật là tốt, được không nào? Và ngày hôm sau trong tiết học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều bài tập hơn để nhớ về những từ này nhé. Ok, see you again in the next lesson. Goodbye!